Anh tao muốn đều không? Hai chị em muốn đều không? Anh Phương lại chơi câu chứ chắc là hai em luôn. Thank you.
sự mà không biết hôm trước đi đâu. Thật sự sẽ tự nhiên là không có đường mà không đi đâu. Cả lên đó. Nặng hơn cái đó.